Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn đây là chiếc điện thoại 880 được sách tay từ Ukraine về, còn nguyên cả phụ kiện, hộp, trùng email. Các bạn xem này nhé, vẫn nguyên xi từ ngoài vào trong, hộp trùng email. Email là 6943694, Ukraine Titanium. Carbon. Máy còn đến 98% lưu lai. 99%. Này vẫn còn tiếng Nga nguyên xi. Mình vào luôn email này. Ba sáu chín bốn này, các bạn nhìn nhé. Và đặc điểm của em này là có thêm một cái giấy khai sinh. Đấy. Giờ rất hiếm hàng có giấy khai sinh. Đây là giấy bảo hành mua bán của cửa hàng ở tại Ukraine. 3694. Nguyên bản vẫn còn đầy đủ phụ kiện. Này, bây giờ sưu tầm được một bộ như thế này rất hiếm. Đây chữ ký ở cửa hàng này. Toàn tiếng Nga, chưa chuyển sang tiếng Anh. Đây là sách đĩa, vẫn còn đầy đủ. Cáp sạc, củ sạc, cốc sạc và tai nghe Bluetooth, không thiếu một thứ gì. Cái này rất phù hợp cho anh em sưu tầm và mua biếu tặng. Ai có nhu cầu hàng chính hãng, zin nguyên bản đến với cả Sonam Mobile, ozi.vn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này.